Chào các bạn, trên tay mình đang là cái chiếc máy chơi game cầm tay của Nintendo, gọi là Nintendo 3DS. Nó có cái tên 3DS này tại vì nó hỗ trợ 3D thay cho cái máy Nintendo DS ngày xưa. Thì cái phiên bản mình cầm trên tay có màu xanh mà Nintendo gọi là Aqua Blue. Đây. Mình sẽ mở chiếc máy này ra. Ở đây thì chúng ta thấy là Nintendo đã tặng 6 cái thẻ. Thẻ có chữ AR, tức là tương tác. Thẻ tương tác Argument Reality. Đây là cái sách hướng dẫn sử dụng. Ở dưới này chúng ta có một cục sạc. Thì máy này mới chỉ bán ở Nhật nên sạc là sạc 110V. Các bạn phải cẩn thận khi mà mua. Ở bên này chúng ta có cái đế. Đế để gắn với máy. Thì đây là cái máy của chúng ta. Cái máy có màu xanh ngọc rất là đẹp. Khi mà gắn vào đế thì nó sẽ nằm ở đây. Ở chỗ này là cổng để sạc. Và nó sẽ cung cấp cái đầu audio của máy 3DS ở đây. Đây là toàn bộ chiếc máy. Thì 3DS nó có một số điểm khác biệt so với cái chiếc máy Nintendo DS ILL trước đó. Ví dụ ở ngoài chúng ta ngay lập tức thấy hai camera rất là ấn tượng để chụp hình 3D. Rồi còn trước thì chúng ta thấy là có cái jack audio, cái đèn báo hiệu nguồn mở máy và sạc. Ở bên này thì là công tắc Wi-Fi. Thì với công tắc này chúng ta có thể tắt ngay bất cứ lúc nào kể lúc chơi game. Đây là cái đèn báo hiệu Wi-Fi. Nguồn sạc ở đây. Ở bên này chúng ta có cây bút. Cái bút này khá là dài, chúng ta kéo dài ra 4,5cm. Ở đây là hai nút cò trái và phải. Đồng thời khi mà chụp hình thì nó sẽ có tác dụng khác thì mình sẽ nói. Thì nút tăng giảm âm lượng. Thì cái nút tăng giảm âm lượng này là quay trở về công tắc gạt như là mấy đời DS đầu. Chứ còn DSi, SL thì họ dùng nút bấm hay bấm thẻ nhớ SD card. Nintendo tặng thẻ 2GB của Toshiba rất là Nhật Bản. Ở dưới này thì chúng ta có mấy con ốc và hoàn toàn không có thể tháo ra được. Ở đây chúng ta có một cái khe gọi là cắm thẻ. Thì đây là cái thẻ chơi game. Trong này mình đã gắn sẵn cái thẻ chơi game đá bóng rồi. Mỗi lần thay thẻ sẽ chơi. Mở máy ra. Chúng ta thêm một cái camera nữa. Camera VGA, cả ba đều là VGA. Hai cái loa. Một cái điểm mới đặc biệt là cái cần điều khiển joystick. Nó đưa vào đây gần giống với PSP. Tuy nhiên thì nó lại đưa ngược lên trên và nó không có sần như là PSP mà nó trơn. Thì các nút, bốn nút điều hướng vẫn nằm đây. A, B, I. Đây nút nguồn. Ở đây là ba nút Select, Home và Start. Thì nó là nút cứng chứ không phải nút cảm ứng như bạn làm nghĩ. Ở đây có cái nút đẩy để tạo hiệu ứng 3D. Tùy theo cảm giác của người dùng mà chúng ta sẽ bấm như thế nào. Chúng mình có chơi game, đây là chụp hình. Màn hình cảm ứng ở dưới có độ phân giải là QVGA, tức là 3 inch. Đây bạn có thể thấy hình chụp ở đây. Mở hướng 3D lên, chúng ta điều khiển tùy theo cái cách mà mình muốn. Hai cái nút này, nút trái phải để chụp hình, nút A để chụp hình. Ta sẽ chuyển cho một cái game đá bóng. Thì cái công nghệ màn hình của 3DS là sử dụng rào cản thị sai nên chúng ta không cần phải đeo kính khi sử dụng. Tuy nhiên thì cái nhược điểm là bạn buộc phải nhìn thẳng vào màn hình và nhìn trực diện, chứ chỉ cần đổi nhẹ một khúc là sẽ không thấy gì hết. Thì để điều chỉnh cái độ sâu của mình ảnh, độ nổi thì chúng ta sẽ gạt cái mắt này.
Ở đây là một cái ứng dụng rất là hay của Nintendo 3DS, gọi là ứng dụng tương tác về ảo Augmented Reality. Thì khi mà mình bấm vào biểu tượng này thì sẽ có một Nintendo tặng kèm một số cái card ở đây, một số cái thẻ. Thì mình sẽ điều khiển sao cho cái card, máy nhận được cái card này. Nhưng mà cái cách điều khiển khá là khó và mỗi lần chơi bạn phải ra calibre lại từ đầu. Làm sao cho máy nhận được đúng cái vị trí và cách 35 cm, máy đang đo 35. Ok, thì bây giờ mình đã có thể chơi được rồi. Hiệu ứng 3D nổi rất là thích, nó sẽ tùy vào khung cảnh môi trường thì mình sẽ để 2D các bạn nhìn dễ hơn. Hai đề đây. Như chấm bảo mặt đấy.